Xin chào các bạn, chào buổi sáng các bạn. Hôm nay mình sẽ học tiếp 30 ngày có thể làm việc tại Hồng Kông. Hôm nay mình sẽ học bài 5, tập 5, chủ đề là ăn cơm tại văn phòng. Nhưng mà em sẽ hỏi thầy, ý, tại sao thầy phải dạy ăn cơm là thực phẩm mà ai đều biết đúng không? Em chưa học qua tiếng Hoa đều biết. Nếu vậy thì em đã sai rồi, bây giờ thầy sẽ chỉ cho em hôm nay mình sẽ học gì. Câu 1. Công sĩ tổ giáo mũ tắc sạch phàn. Công sĩ tổ giáo mũ tắc sạch phàn. Tổ là giói từ, có ý là ở trong, ở trên hoặc là ở gần. Tiếng quảng có thể xài từ này. Mà từ này tiếng Việt và tiếng Anh và tiếng phổ thông tiếng không có từ này. Vậy thì công sĩ tổ có ý là ở trong công ty. Tương lai nếu em muốn ở trên, ví dụ ở trên công ty em đều có thể nói công sĩ tổ. Ở gần công ty đều có thể nói công sĩ tổ. Giáo mũ tắc là có được hoặc là có được phép. Giáo mũ tắc. Tinh phàn. Tinh phàn là làm nóng cơm qua lò vi sóng. Làm nóng cơm qua lò vi sóng mình nói là tinh phàn. Em không cần nói từ lò vi sóng. Ý là em không nói từ lò vi sóng, em chỉ nói tinh phàn, ai đều biết em muốn làm nóng bằng lò vi sóng, cái này là tinh phàn. Vậy thì câu này sẽ là công sĩ tổ giáo mũ tắc tinh phàn. Thứ hai, công sĩ tổ giáo mũ xuất quầy bãi phàn hợp. Công sĩ tổ giáo mũ xuất quầy bãi phàn hợp. Công sĩ tổ là ở trong công ty mà, giáo mũ là có hay là không có. Xuất quầy là tủ lại, tủ lại. Bãi là đặt hoặc là để. Phàn hợp là hộp cơm, hộp cơm là phàn hợp. Vậy thì câu này sẽ là công sĩ tổ giáo mũ xuất quầy bãi phàn hợp. Thứ ba, nǐ dì tīng yǐ hài mài dài phàn xích. Nǐ dì tīng yǐ hài mài dài phàn xích. Tīng yǐ là ngày mai, hài mài là có phải là. Có phải là ngày mai là hài mài. Rồi dài phàn xích thì có nghĩa là em từ nấu ăn và mang cơm về công ty, mang cơm về văn phòng. Ở Hồng Kông mình nói là dài phàn xích. Vậy thì câu này sẽ là nǐ dì tīng yǐ hài mài dài phàn xích. À, tài có nghĩa là mang mà, nhưng mà tài phản xịt ở Hồng Kông, tất cả mọi người nói tài phản xịt thì có nghĩa là em tự nấu ăn và mang cơm về văn phòng. Nếu em mua ở ngoài, mang về văn phòng, cái đó thì mình ít có nói là tài phản xịt. Rồi, thứ tư, bất như ai, Foodpanda, ngoài mài la, bất như ai, Foodpanda, ngoài mài la, bất như là một phổ từ. Ở trong tiếng Hồng Kông, bất như thì có thể dùng cho em nói hay là thế thì vậy. Khi mà em muốn gọi ý, em muốn đề xuất một ý kiến nào, thì em nói bất như. Ai là gọi. Foodpanda một là một ứng dụng tại Hồng Kông, giống như tiếng Việt. Ở Việt Nam có Grab, đúng không? Có GrabFood, có Now, có Shopee, có thể gọi món ăn. Ở Hồng Kông thì có Foodpanda. Rồi, ngoài mai. Ngoài mai là gì? Ngoài mai là món ăn mà phải ship hoặc là mang về. Ý là em không ăn ở nhà hàng, em không phải dùng ở nhà hàng, dùng ở trong nhà hàng thì mình có thể mình nói món ăn đó là ngoài mài. Rồi bây giờ thầy nói lại một lần, bất như ai Foodpanda ngoài mài la, thì hay là mình gọi món ăn từ ứng dụng Foodpanda đi. Bất như ai Foodpanda ngoài mài la. Cuối cùng, xích ừ thiệt là cầu kỳ xích xíu xíu dễ xuyên. Xích ừ thiệt là cầu kỳ xích xíu xíu dễ xuyên. Ừ thiệt là không kịp. Rồi ở đây viết sai rồi. Các bạn chú ý ở đây là không kịp á. Em làm cái gì không kịp thì mình nói ừ thiệt. Rồi ví dụ ăn không kịp, xích ừ thiệt. Làm không kịp thì sẽ là dù ừm thiệt. Rồi cầu kỳ có nghĩa là em làm cái gì lung tung hoặc là dù sao cũng được. Thì em nói cầu kỳ thêm một tầm từ. Cầu kỳ xích là ăn lung tung. Cầu kỳ dù là làm lung tung. Làm không có chăm chỉ làm lung tung. Cầu kỳ hơi là đi lung tung. Không có một chỗ nào. Dù sao cũng được, em đi đâu cũng được mà. Là cầu kỳ xích. Xíu xíu là một chút. Dễ là đồ ăn. Ý là ăn một chút đồ ăn lung tung. Xuyên là thôi. Ăn một chút đồ ăn lung tung thôi. Ăn không kịp. Ăn không kịp đây.
ăn một chút đồ ăn lung tung là được. À là thôi, vậy thì cái này là cầu kỳ xích xíu xíu dễ xuyên. Rồi bây giờ mình sẽ ôn tập lại từ đầu nhé. Công si tàu dạo mũ tắc tinh phản. À, tinh phản là làm nóng món ăn, à, làm nóng cơm, cái này là tinh phản. Rồi cái này thầy viết sai rồi, cái này không phải nôm, là nóng. Làm nóng cơm qua lò vi sóng thì mình nói tinh phản mà. Rồi câu thứ hai. Công si tàu dạo mũ xuyệt quầy tải phản hấp có tủ lạnh đặt hộp cơm không? Nǐ dì tīng yǎ hài mài dài fàn xì, ý là các bạn ngày mai có phải mang cơm từ nhà mà từ nấu ăn, à không phải em mua ở ngoài, em không thể nói là em mua ở ngoài rồi mang về công ty, cái đó không phải dài fàn xì. Bất dù ai Foodpanda ngồi mài la, em gọi món ăn ở ngoài, cái món ăn từ ngoài ở Hồng Kông thì nói ngồi mài. Xì không thiệt là cầu kỳ xì xíu xíu dễ xuyên. Rồi hôm nay tới đây mình dừng lại ở đây. Các bạn nếu có vấn đề gì, nếu có câu hỏi nào muốn cho thầy, vui lòng các bạn kết bạn qua Zalo của thầy. Nếu các bạn cảm thấy video này hay hoặc là tốt, cũng hy vọng các bạn có thể quyên góp và mua để ủng hộ game này. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.